phòng thí nghiệm mới của khoa cơ điện tử do dự án Sahep, là một dự án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới World Bank tài trợ. Dự án Sahep là dự án giúp cho cải thiện chất lượng dạy học, nghiên cứu, quản trị đại học. Đối với dự án Sahep thì Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đại học tiên phong của Việt Nam được lựa chọn để thực hiện dự án. Ngoài ra thì còn có Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm với mục tiêu biến trường Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở hàng đầu về khoa học và công nghệ. Trường Cơ khí được thành lập vào ngày 8 tháng 10 năm 2021. Trường được thành lập cũng nằm trong cái kế hoạch chung của Đại học Bách khoa Hà Nội là chuyển đổi mô hình từ trường đại học đến đại học. Trường Cơ khí được thành lập dựa trên việc tái cấu trúc của ba viện đào tạo cũ là Viện Cơ khí Động lực, Viện Khoa học và Công nghiệp Lạnh và Viện Cơ khí. Trường Cơ khí hiện nay thì có 273 cán bộ và đang đào tạo khoảng 10.000 sinh viên, thì bao gồm cả đại học và thạc sĩ. Dự án Sahep đầu tư từ vốn vay của Ngân hàng World Bank. Trường Cơ khí thì được thụ hưởng hai cái phòng thí nghiệm từ dự án này, là phòng thí nghiệm đào tạo Sahep và một phòng thí nghiệm nghiên cứu Sahep. Riêng phòng thí nghiệm đào tạo Sahep thì được đầu tư khoảng 2 triệu đô la. Cá nhân tôi cũng như là tất cả các giảng viên của khoa cơ điện tử nói riêng, trường nói chung thì đều rất kỳ vọng vào phòng thí nghiệm này. Như chúng ta đã biết, phòng thí nghiệm này được đầu tư rất là bài bản với trang thiết bị mới, hiện đại, sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cho ngành cơ điện tử. Đối với các em sinh viên thì đây là một cơ hội để các em có thể trải nghiệm những cái thực hành thí nghiệm đúng với lĩnh vực chuyên ngành của mình để nâng cao cái kỹ năng về nghề nghiệp cũng như là kiến thức về chuyên môn. Đối với các thầy cô giáo, các giảng viên thì đây là một cơ hội lớn để các thầy cô có thể nâng cao chất lượng giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho sinh viên, và bản thân các thầy cô cũng có thể là nâng cao năng lực nghiên cứu. Với việc được trang bị phòng thí nghiệm hiện đại như thế này, chúng tôi tin tưởng rằng chất lượng đào tạo của ngành cơ điện tử sẽ được nâng cao. Chúng tôi cũng cam kết sẽ sử dụng hiệu quả các cái trang thiết bị này để đào tạo ra những kỹ sư cơ điện tử có chất lượng cao hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu về nguồn nhân lực hiện nay trong cái việc chúng ta đang thâm nhập sâu rộng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng được cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội để xây dựng và phát triển đất nước. Hệ thống phòng thí nghiệm cơ điện tử thuộc dự án Sahep của World Bank được đầu tư một cách hiện đại và đồng bộ nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo kỹ thuật cơ điện tử, giúp cho sinh viên có các cái kiến thức trong việc thiết kế, mô phỏng, lập trình và chế tạo hệ thống cơ điện tử, phục vụ một loạt các cái môn học như là nhập môn cơ điện tử, kỹ thuật lập trình cơ điện tử, PLC và mạng công nghiệp, lập trình robot dạng người, xử lý ảnh. Đối với môn nhập môn cơ điện tử thì các bạn sinh viên mới trải nghiệm và được tham quan toàn bộ hệ thống các phòng thí nghiệm. Sau đó thì các bạn được lắp ghép một số các cái mô hình đơn giản và lập trình để điều khiển các hoạt động của chúng. Thế còn đối với môn lập trình cho cơ điện tử thì các bạn được lập trình trên những cái kit có sẵn sau khi mà đã được học lý thuyết ở trên lớp. Đối với môn PLC và mạng công nghiệp được xây dựng theo các cái hệ thống kit lập trình để các bạn có thể mô phỏng các cái hệ thống trong công nghiệp. Đối với cả các môn ví dụ như là môn xử lý ảnh thì cũng có các cái mô đun và các em có thể đến để làm thí nghiệm phục vụ cho bài học mà các em đã được học. Trước đây, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã đầu tư một phòng thí nghiệm cho ngành kỹ thuật cơ điện tử. Tuy nhiên phòng thí nghiệm này chỉ rộng 70m², số lượng trang thiết bị rất là hạn chế và chỉ đáp ứng 1-2 môn học, và số lượng sinh viên trên bàn thí nghiệm là từ 15-20 sinh viên. Hiện nay thì số lượng sinh viên vào ngành cơ điện tử ngày càng nhiều, từ 300-500 và bây giờ lên đến 700 sinh viên. Do đó mà việc đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm cơ điện tử của Sahep đã đáp ứng được các cái nhu cầu về đào tạo thực hành, nâng cao chất lượng cho các sinh viên chuyên ngành cơ điện tử. Số lượng bài thí nghiệm cũng đã được tăng lên,
số môn học được thực hành thí nghiệm cũng tăng lên. Ví dụ như hiện nay, một loạt các cái môn học mới được triển khai thí nghiệm như là môn xử lý ảnh, thiết kế hệ thống cơ điện tử, thiết kế lập trình robot dạng người. Khi mà xây dựng phòng thí nghiệm này thì viện cơ khí cũ, nay là trường cơ khí, đã cử một đội ngũ cán bộ gồm có các phó giáo sư, tiến sĩ rất là giỏi chuyên môn và đã hoạt động trong công nghiệp rất là nhiều năm, do đó là đã thiết kế phòng thí nghiệm này theo một cái hệ thống logic theo các mô đun mô phỏng lại các cái quá trình ở trong công nghiệp từ đơn giản đến phức tạp. Sau khi sinh viên làm thí nghiệm thực hành trên các hệ thống này thì có thể ra đáp ứng được các nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Phòng thí nghiệm cũng là nơi để các thầy cô giáo tham gia nghiên cứu, chế thử các cái sản phẩm, hệ thống cơ điện tử và robot. Đồng thời, phòng thí nghiệm này cũng là cái fab lab để các em sinh viên có thể nghiên cứu, sáng tạo ra các cái sản phẩm mang cái đặc trưng riêng của ngành cơ điện tử. Tôi là Phạm Đức An, hiện tôi là phó khoa cơ điện tử, trường cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Và tôi đã công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội được 16 năm. Cơ điện tử là một trong ngành đào tạo được quan tâm hàng đầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Hàng năm thì chúng tôi tuyển được rất nhiều sinh viên khá và giỏi vào ngành này. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp thì đều được tuyển dụng vào những tập đoàn và công ty lớn trong và ngoài nước. Trong quá trình đào tạo, sinh viên cơ điện tử được trang bị các kiến thức cơ sở liên ngành như kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện điện tử, kỹ thuật điều khiển và công nghệ thông tin. Ngoài ra, các sinh viên đều được trang bị thêm các tư duy về thiết kế và phương pháp thiết kế các hệ thống cơ điện tử. Trong quá trình học tập thì ngoài kiến thức lý thuyết được các thầy giảng dạy, các sinh viên cơ hội thực hành trên các thiết bị hiện đại tại phòng thí nghiệm SAHEP. Khi đó các sinh viên có thêm các kỹ năng về vận hành thiết bị cũng như là thiết lập hệ thống. Ví dụ như sinh viên có thể thực hành trên một hệ thống hoàn chỉnh MPS và đồng thời cũng được vận hành và thiết lập cũng như lập trình trên các mô đun rời của hệ thống đó. Sinh viên cũng có cơ hội được lắp ráp của hệ thống và cũng được tìm hiểu từng thiết bị trên hệ thống. Bên cạnh đấy, sinh viên cũng được tìm hiểu và lập trình với các thiết bị hiện đại nhất giống như robot dạng người. Đây là một trong những thiết bị mà không có nhiều trường đại học có. Ngoài ra thì các robot dạy học cũng được trang bị. Thì những robot này giúp sinh viên có thể tiếp cận từ những bước đầu về chuyên ngành cho đến khi mà sau khi tốt nghiệp đại học và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn sau đại học và tiến sĩ. Vâng, chào thầy Nam. Chào thầy An. Vâng, chào thầy Nam. Chào mừng thầy với các em sinh viên đến phòng thí nghiệm cơ điện tử ngày hôm nay. Thì như thầy và các em sinh viên biết, cơ ngơi của Đại học Bách khoa Hà Nội được trang bị thông qua dự án SAHEP là các trang thiết bị để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Thì trên từng năm này có hai phần thí nghiệm chính, đó là thiết kế và mô phỏng hệ thống điện tử và xưởng thực hành thiết kế chế tạo hệ thống điện tử. Thì đây là cái không gian điều hành nơi mà giáo viên cũng như là cái phần chuẩn bị thực hành thí nghiệm sẽ sử dụng đây để chuẩn bị bài thực hành thí nghiệm và thực hiện cái điều hành giám sát. Thì ngay sau thầy là hệ thống camera giám sát để chúng ta thực hiện theo dõi các cái mô đun phòng thí nghiệm cũng như là quán xuyến các em sinh viên làm việc tại các phòng thí nghiệm. Và bên cạnh đó là server để quản lý các license làm việc cho các cái máy tính tại các mô đun phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm còn trang bị thêm đó là các hệ thống máy chiếu để đầu giờ cũng như cuối giờ các giáo viên có thể rút kinh nghiệm và trao đổi thảo luận. Sau đây thì tôi xin phép là sẽ lấy chìa khóa để giới thiệu tới thầy các cái mô đun khác nhau của phòng thí nghiệm và xin mời thầy theo tôi. Xin giới thiệu với thầy An, đây là phòng T503, T501, 502, 503. Là một cái mô đun về đào tạo cơ điện tử công nghiệp. Như thầy quan sát thì hiện nay dự án SAHEP là trang bị cho chúng ta các cái hệ thống điều khiển tự động theo POC và 20 cái mô đun này được cấu hình thành hai loại cấp bậc khác nhau. Tại phòng này là 10 mô đun cấu hình thành một hệ thống sản xuất tự động điều khiển bằng POC theo mô hình 4.0. Như thầy và các em sinh viên đã thấy thì 10 cái mô đun này cấu hình thành một hệ thống điều khiển tự động cho một nhà máy sản xuất. Thì cái mỗi chức năng sản xuất này là theo mô đun. Và các cái mô đun này để các em có thể hiểu được cái kiến thức trước khi tiến hành trên cái hệ thống tổng thể này thì được học tập tại phòng T502, nơi các em được đào tạo về POC, mạng công nghiệp, tự động hóa thủy khí và trải qua các cái huấn luyện chức năng đơn lẻ trên từng trạm đó và có đầy đủ kỹ năng thì các em sẽ quay lại phòng T503 để về lập trình về hệ thống và điều khiển toàn bộ cái hệ thống của chúng ta. Và trong cái không gian ngày hôm nay thì ngay sau đây là chúng ta nhìn thấy là không gian lớp học do thầy Hùng phụ trách và các em sinh viên đang tiến hành lập trình mô phỏng trên phần mềm trải qua để huấn luyện các cái kỹ năng cho các em sinh viên trước khi các em làm trên hệ thống thực.
qua đó nhằm huấn luyện cho sinh viên giảm thiểu các cái rủi ro tiềm ẩn trong cái việc mà làm cái hệ thống cơ điện tử và có thể tiến hành trên các hệ thống thực mà không gặp các cái trục trặc sau này. Thì trên đây là những cái nội dung của phòng thí nghiệm tại T503. Chúng ta tiếp tục tham quan cái module T505. Thì đây là nội dung về đào tạo kỹ thuật lập trình robot công nghiệp và là một trong những học phần của chương trình đào tạo cơ điện tử. Thì để chi tiết thì mời các em sinh viên cùng thầy giáo vào tham quan bên trong module này những cái trang bị về phần mềm và máy tính để mà phục vụ cho quá trình huấn luyện đào tạo kỹ năng cho sinh viên. Xin mời các em. Module T505 là nơi mà trang bị phần mềm công nghiệp robot KUKA cộng với các máy tính và phần mềm với 15 license trong một kiếp thí nghiệm, có thể 15 em cùng trải nghiệm, mỗi sinh viên một bàn để mà hội lĩnh đầy đủ các cái kỹ năng từ giáo viên huấn luyện cho chúng ta. Đây là phần mềm KUKA SYNPRO 3.1, là cái phần mềm của hãng KUKA cho phép chúng ta thiết lập cái hệ thống robot như ở trong thực tế công nghiệp, sau đó là chúng ta thực hiện cái việc lập trình và chạy mô phỏng để đảm bảo là hệ thống hoạt động theo cái yêu cầu đặt ra và đảm bảo an toàn. Sau đó là chúng ta mới tiến hành xây dựng. Vâng, cảm ơn cô giáo. Thì như vậy là như thầy và các em sinh viên đã thấy, tức là Đại khoa Hà Nội cùng với sự trang bị của dán Sahep thì chúng ta có được một cái hệ thống huấn luyện ảo. Qua đó thì các em có được rèn luyện các cái kỹ năng về lập trình thiết kế hệ thống. Và như vậy thì các em cũng hoàn toàn tự tin sau này khi mà triển khai cái hệ thống thực. Và trên hệ thống ảo này các em mới được huấn luyện các kỹ năng và tìm kiếm những các lỗi tiềm ẩn trong hệ thống. Như vậy thì các em hoàn toàn có thể triển khai những kỹ thuật khi mà yêu cầu của thực tế công nghiệp cho phép chúng ta làm. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ tham quan cái module T506, nơi mà các em sẽ được trải nghiệm về cơ điện tử trong chương trình đào tạo với cái nội dung là các cái thiết bị tự hành, trong đó có các xe tự hành và các cái robot dạng người. Trong cái trang thiết bị của Sahep cung cấp cho chương trình đào tạo của Đại khoa Hà Nội thì gồm có các cái bộ kit để lập trình cũng như là robot. Thì để chi tiết thì xin mời thầy và các em sinh viên chúng ta vào phòng để ra trải nghiệm cái nội dung đấy. Hệ thống cơ điện tử ở đây thì các bạn sinh viên sẽ được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Ở lý thuyết thì các bạn sẽ học về module robot dạng người ở đây, và các bạn sẽ thực hành, các bạn sẽ lên, các bạn sẽ lập trình để cho robot nó di chuyển, và các bạn sẽ thực hành trên cái mô hình thật luôn để các bạn thực tế, các bạn hiểu cái hệ thống robot như nào, gồm các cái động cơ này, rồi cảm biến, rồi các bạn có thể xử lý ảnh ở trên này và có thể là thêm được cái chức năng AI nhận dạng giọng nói nữa. Ngoài ra thì các bạn sinh viên trong cái môn học đấy thì các bạn sẽ được học về lập trình trên hệ thống robot Mindstorm này. Đây thì các bạn sẽ được thực hành ngay từ đầu luôn, từ việc lắp ráp các chi tiết, sau đó kết nối với máy tính, làm sao các bạn điều khiển để robot di chuyển và nó hoàn thành một cái nhiệm vụ của bài tập lớn của cái môn học của các bạn. Ta lại tiếp tục thăm một cái module tiếp theo của phòng thí nghiệm, đó là module T507. Thì tại đây các em sẽ được thực hành nội dung về kỹ thuật lập trình trong cơ điện tử, toàn bộ nội dung về phần mềm, trang thiết bị và bộ kit để phục vụ cho đào tạo cũng như là huấn luyện cho sinh viên. Thì xin mời thầy và các em sinh viên vào trong phòng để chúng ta có thể được nhìn rõ hơn các nội dung đấy. Xin mời thầy. Module này thì với sự trang bị của trường Đại học Khoa Hà Nội và dự án Sahep thì chúng ta mỗi bàn thí nghiệm sẽ có một bộ kit, trên đó nó có bộ vi xử lý Arduino Uno và các cái trang thiết bị kèm theo tích hợp trên bảng mạch cùng như phần mềm kèm theo, thì các em sẽ được huấn luyện tại phòng này. Và chi tiết tại bàn thí nghiệm thì xin mời thầy Lạc giới thiệu cho các em sinh viên và thầy An. Trong cái bài thí nghiệm này thì các bạn sẽ được học về đọc tín hiệu analog cũng như các bạn sẽ được học thực hành giao tiếp với màn hình LCD. Như vậy thì thầy An và các sinh viên chúng ta được nhìn thấy đó là toàn bộ cái nội dung mà trên học tập về mặt lý thuyết ở trên giảng đường, thì xuống dưới phòng thí nghiệm các em được trải nghiệm trên phần mềm và dưới sự huấn luyện của giảng viên, thì các em được trải nghiệm để hoàn thiện cái kỹ năng thỏa mãn cái đáp ứng của chương trình đào tạo. Chúng em được trải nghiệm hệ thống phòng thí nghiệm mới ở các giờ thực hành. Qua đó, chúng em có cái nhìn hình dung rõ nhất về các kỹ năng chuyên môn cần thiết của một kỹ sư tương lai, giúp chúng em có thể yêu thích thêm chuyên ngành của mình và hình dung rõ hơn. Hệ thống phòng thí nghiệm mới thì giúp bọn em có thể củng cố những cái kiến thức mà bọn em học trên giảng đường. Bọn em có thể trực tiếp thí nghiệm và trải nghiệm với sự hướng dẫn của các thầy cô. Dự án phòng thí nghiệm mới với các thiết bị rất hiện đại, bám sát với nhu cầu thực tế và giúp cho sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với các thiết bị thực và có thể dễ dàng tiếp cận với công việc trong tương lai. Thưa thầy, đây là cái module nhập môn cơ điện tử thuộc dự án Sahep. Xin mời thầy vào tham quan module phòng nghiệm. Cảm ơn thầy. Nhập môn cơ điện tử là cái môn học được trang bị cho các em sinh viên ngay từ cái năm đầu tiên khi các em bước vào chuyên ngành. Với môn học này thì sẽ giúp cho sinh viên sẽ có được cái hiểu biết đầu tiên về một cái hệ thống cơ điện tử.
cũng như là hiểu được là cái thiết bị cơ điện tử điển hình là như thế nào. Đấy, thì với cái phòng thí nghiệm nhập môn cơ điện tử được CHF tài trợ thì sẽ được trang bị 12 cái bàn thí nghiệm. Trên mỗi một bàn thí nghiệm sẽ có một bộ kit vi điều khiển MTS 101 và một robot phục vụ cho một nhóm sinh viên. Cấu tạo của cái bộ kit MTS 101, trung tâm của cái bộ kit đó chính là cái bộ vi điều khiển Arduino. Xung quanh nó chính là các thành phần như là cảm biến, cơ cấu chấp hành, ví dụ như là động cơ một chiều, động cơ bước, động cơ servo và các thiết bị hiển thị, ví dụ như là LCD, LED ma trận, LED bể thanh. Thì trên cái bộ kit này, sinh viên sẽ hiểu kết cấu của một cái hệ thống cơ điện tử sẽ gồm những thành phần như nào. Đó chính là bộ điều khiển, đó chính là các tín hiệu đầu vào input từ các cảm biến, từ các nút nhấn. Và thành phần thứ ba đó chính là các cơ cấu chấp hành. Và thành phần thứ tư đó chính là các thiết bị hiển thị, các thông số của hệ thống điều khiển. Thành phần tiếp theo của cái bài thí nghiệm đó chính là cái robot. Đấy, thì robot như thầy biết rằng là nó chính là một cái thiết bị điển hình của một cái hệ thống cơ điện tử. Trong robot này nó sẽ có phần cứng chính là các cơ cấu cực kỳ chính xác, là các thiết bị điện, điện tử tiên tiến và phần mềm thông minh. Đấy chính là cái kết cấu của cái robot. Đấy, thì ở cái bài thí nghiệm này, sinh viên sẽ nắm bắt được là kết cấu của một cái robot nó sẽ là như nào. Thứ hai nữa là sẽ nắm được các thông số cơ bản của robot, ví dụ như là bậc tự do, như là các khâu, các khớp, rồi là các cơ cấu chấp hành. Đấy, chúng ta có thể có rất nhiều những cái loại tool khác nhau để thao tác với cái vật cho nó phù hợp, ví dụ như là tay gắp, ví dụ dao hút, ví dụ như đầu cắt laser. Tiếp theo thì sinh viên sẽ được lập trình điều khiển robot này để mà thực hiện những cái tác vụ như được yêu cầu. Xin giới thiệu với thầy An, đây là mô đun xử lý ảnh trong cơ điện tử được đầu tư bởi dự án SAHEP. Mô đun này đang được thầy Long hướng dẫn các em sinh viên. Xin mời thầy vào tham quan. Xin giới thiệu với cả các thầy, đây là cái mô đun về xử lý ảnh. Thì trên màn hình thì các thầy nhìn thấy là đây là cái cơ sở lý thuyết để khi các em sinh viên vào học xử lý ảnh thì các em sẽ được học, được đọc trước khi mà chúng ta vận dụng đến các cái trang thiết bị xử lý ảnh. Thì xin mời hai thầy tham quan các cái mô đun về xử lý ảnh. Mỗi mô đun này thì sẽ sử dụng cho hai em sinh viên lắp ráp và sử dụng phần mềm. Như thầy nhìn mô đun ở đây thì là sẽ sử dụng là hệ chiếu sáng dạng vòng, thì sẽ giúp cho các em sinh viên sẽ có thể xác định được cái độ nét của các cái sản phẩm. Còn bên kia thì là các em sinh viên đang thực hành với cả hệ chiếu sáng dạng phẳng. Cái hệ chiếu sáng dạng phẳng này thì sẽ giúp cho các em sinh viên xác định được cái biên dạng của một sản phẩm. Thì các thầy có thể nhìn thấy sau khi mà các bạn lắp đặt và căn chỉnh các cái tiêu cự thì sẽ hiển thị lên được cái hình ảnh trên này. Dự án SAHEP thì cung cấp cho phòng thí nghiệm một cái bộ thiết bị và phần mềm đầy đủ để sinh viên có thể lắp ráp và sử dụng phần mềm để xử lý ảnh được. Trong đấy thì bao gồm là camera, ống kính, nguồn sáng, hệ thống gá ghép và phần mềm xử lý ảnh. Thì các thầy có thể nhìn thấy ở trên này, các bạn đang sử dụng phần mềm để các bạn phân biệt được cái đường biên của các vật. Cái này thì nó sẽ ứng dụng trong ngành công nghiệp là để chúng ta có thể phân biệt hình dạng của các sản phẩm khác nhau trong cái việc phân loại sản phẩm. Xin giới thiệu với thầy An, đây là mô đun tự động hóa sản xuất do thầy Dũng trách. Thì mời thầy Dũng giới thiệu chi tiết. Như thầy đã biết thì trong thời đại 4.0 thì việc mà nâng cao năng suất và nâng cao cái chất lượng của quá trình gia công thì việc tự động hóa quá trình sản xuất là một điều không thể thiếu. Để phục vụ cho cái nhu cầu đấy thì Đại học Bách Khoa đã đầu tư một cái phòng thí nghiệm gồm 5 mô đun trên mặt trận để cho sinh viên, cả về sinh viên cơ điện tử cũng như là sinh viên cơ khí có những cái nhìn tổng quan nhất về một cái hệ thống tự động hóa. Ở trong phòng thí nghiệm này thì các bạn sinh viên đầu tiên là sẽ nhận diện được các thiết bị về tự động hóa, ví dụ như là các cụm băng tải, phân loại phôi, các mô đun về cảm biến để phân biệt vật liệu. Sau khi mà đã có cái nhìn về tổng quan về mô đun thì các bạn sẽ có những cái kỹ năng, ví dụ như là điều chỉnh về hệ thống băng tải, điều chỉnh về độ nhạy của cảm biến. Khi mà đã hoàn thiện cái kỹ năng về điều chỉnh rồi, các bạn cũng đồng thời được học về những cái quy tắc về an toàn, quy tắc về dừng khẩn cấp trong sản xuất trong một cái mô đun tự động hóa. Và cuối cùng, để hoàn thiện cái kỹ năng về lập trình tự động thì các bạn có thể được lập trình với những cái mô đun là PLC S7-1500. Và với cái mô đun này thì các bạn có thể hiện thực hóa cái quá trình mà phân loại phôi. Như thầy thấy thì các bạn sinh viên có thể sử dụng cái phần mềm TIA Portal. Đây là một cái phần mềm mới hiện nay của hãng Siemens, đặc biệt là rất hữu dụng cho với cái PLC S7-1500. Và với cái concept của cái phòng thí nghiệm này thì hai học viên sẽ được thực hành với một cái trạm và đồng thời một máy tính. Điều này sẽ giúp cho các bạn học viên là một người có thể thao tác lập trình và một người sẽ được thực hành ngay trên cái trạm sản xuất. Với cái mô hình đào tạo như này thì đây là một cái mô hình đào tạo mà rất là thân thiện với học viên và giúp cho người học viên sẽ có được những cái trải nghiệm tốt nhất.
Xin giới thiệu với thầy An, đây là mô đun giúp công nghiệp, một trong những mô đun thuộc dự án SAHEP để đầu tư cho thành phố Hà Nội. Tiếp theo đây thì xin mời thầy vào tham quan phòng do cô Hải đang hướng dẫn sinh viên. Cùng với cái sự phát triển của công nghiệp 4.0, việc mà xuất hiện robot công nghiệp ở trong các cái dây chuyền sản xuất tự động là không thể thiếu. Sinh viên mà được tiếp cận với robot ngay từ lúc mà học với các cái hệ thống robot và được lập trình, được trải qua tất cả những các cái kỹ năng thì sẽ tạo điều kiện cho các em ấy phát triển. Với module 511 này được trang bị 12 cánh tay robot, và cái robot này là robot EFood 5 bậc tự do. Và cái đặc thù của cái robot này là mình có thể tháo bớt các khớp để trở thành robot 3 bậc tự do hoặc là 4 bậc tự do, hoặc là mình có thể thêm một bậc tự do mở rộng, tức là robot có thể trượt đi nữa. Trước hết là với cái robot này thì các em sinh viên sẽ được trải nghiệm về cái kết cấu cơ khí của robot, về cái nguồn động lực, về cái truyền động, về điều khiển và kết nối các cái thiết bị ngoại vi và các tín hiệu vào ra cho điều khiển của robot. Để mà vận hành robot có thể vận hành sử dụng cái control panel này. Thế còn khi mà lập trình điều khiển robot, ví dụ thực hiện công việc gắp sản phẩm này chẳng hạn, thì mình sẽ lập trình trên cái phần mềm EGOOD Robot Console của hãng EGOOD trang bị. Ở trên cái phần mềm này là nó mô phỏng lại toàn bộ cái làm việc của robot này. Tức là cái quỹ đạo của robot di chuyển như thế nào thì ở trên màn hình sẽ thể hiện như vậy. Thế và các cái câu lệnh cái phần mềm lập trình này của robot thì cũng như các cái phần mềm cho robot công nghiệp khác, đó là gồm có các cái câu lệnh di chuyển này để cho di chuyển cánh tay và các cái lệnh cơ bản, các cái lệnh nâng cao gồm có các cái lệnh điều kiện, ví dụ như là if là vị trí này có vật thì sẽ vào gắp ở vị trí này, còn nếu không có vật thì sẽ sang vị trí kia gắp, tức là theo đáp ứng đúng như cái điều kiện thực tế đấy, sao cho sử dụng ở trong cái môi trường công nghiệp. Xin giới thiệu với thầy, đây là cái mô đun thực tập xưởng cơ điện tử. Mô đun này được đầu tư bởi dự án SAHEP. Xin mời thầy vào tham quan cái mô đun. Thực tập xưởng là một môn học rất quan trọng đối với kỹ sư. Qua cái môn thực tập xưởng này thì các em sẽ có cái kiến thức, có kỹ năng thực tế. Chính vậy nên là cái môn thực tập xưởng sẽ giúp các em được tự tay mình lắp đặt các thiết bị, các mạch điện tử. Rồi sau đó thì các em sẽ lập trình để điều khiển. Đấy thì qua cái bài thực tập xưởng này thì các em sẽ biết cách sử dụng các thiết bị đo, ví dụ như đồng hồ vạn năng, máy hiện sóng, oscilloscope để đo các thông số điện. Tiếp theo là các em sẽ được lập trình lắp đặt một cái mạch điện tử và lập trình điều khiển cho động cơ bước, động cơ servo. Bài tiếp theo các em sẽ được trải nghiệm việc là đọc hiểu một cái mạch logic và sau đó tự tay các em sẽ lắp ráp lên một mạch logic, trong đó có dơ le thời gian để thực hiện những cái nhiệm vụ yêu cầu đặt ra. Và bài cuối cùng là các em sẽ được thực hành lắp ráp một cái tủ điều khiển PLC. Thì qua bài này thì các em sẽ nắm được là cấu tạo một cái tủ điều khiển PLC sẽ gồm những cái thành phần như thế nào. Ví dụ như là automat, bộ biến đổi nguồn, bộ điều khiển PLC, các dơ le, các cầu đấu, các loại nút nhấn. Sau khi các em đã nắm được thành phần cơ bản như vậy thì các em sẽ được phải đọc hiểu một cái mạch điều khiển và các em sẽ thực hiện cái việc là lắp ráp một cái tủ điều khiển trên cái mạch điều khiển đó. Sau khi thực hành xong như vậy thì các em sẽ lập trình, nạp chương trình PLC để điều khiển. Xin giới thiệu với thầy An, đây là mô đun đồ án cơ điện tử, cũng là một cái mô đun trong cái dự án SAHEP. Xin mời thầy vào tham quan cái mô đun. Mô đun này chúng ta sẽ có các máy tiện, máy phay CNC, máy khoan, máy hàn. Còn trong các tủ kia chúng ta sẽ có các bộ dụng cụ cơ khí, các thiết bị về cơ khí, ví dụ như là dây trượt, vít me, đai ốc. Tủ bên kia chúng ta sẽ có các thiết bị về điện, điện tử, ví dụ như các động cơ bước, động cơ servo, các loại cảm biến, biến tần. Với các thiết bị như vậy thì sinh viên có thể tự tay mình thiết kế một cái hệ thống cơ điện tử, tự tay mình lắp ráp và sau đó sẽ điều khiển để kiểm chứng cái kết quả. Điển hình như đây thì thầy có thể nhìn thấy một cái hệ thống vận chuyển bằng khí nén đã được sinh viên thiết kế, lắp đặt và chạy thử nghiệm thành công. Đấy thì cái sản phẩm này có thể xem như một cái minh chứng cho cái hiệu quả đầu tư của dự án SAHEP cho khoa cơ điện tử trường cơ khí Đại học Hà Nội. Qua quá trình du học tại Cộng hòa Liên bang Đức, tôi đã có cơ hội được thực hành tại các phòng thí nghiệm hiện đại tại các trường đại học nổi tiếng và cũng có cơ hội được tham dự các cái tour ngắn hạn, các cái hội thảo trao đổi về các cái phòng thí nghiệm được đầu tư tại các trường đại học nổi tiếng như Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì tôi và các thầy trong khoa cơ điện tử có một cái nhận xét, đó là các thiết bị phòng thí nghiệm SAHEP được trang bị một cách đồng bộ và có thể hỗ trợ đào tạo chuyên ngành cơ điện tử từ cơ bản đến chuyên sâu.
các trang thiết bị của phòng thí nghiệm SAHEP thì có tính tương đồng khá tốt đối với các thiết bị đang được sử dụng ở công nghiệp, giống như các thiết bị tại các tập đoàn lớn như Samsung hay LG. Các thiết bị được đầu tư một cách có trọng điểm và có tính bền vững. Do đó, việc nâng cấp cũng như đầu tư bổ sung các trang thiết bị trong thời gian tới đều có thể dễ dàng tương thích với các thiết bị này. Như vậy, phòng thí nghiệm có thể được sử dụng lâu dài và tốt trong tương lai.